Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, trung tâm thương mại, siêu thị, quán ăn uống, nhà hàng, khách sạn sẽ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính, tiền kết nối với cơ quan thuế. Tuy nhiên, hướng dẫn này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Và được một câu hỏi đặt ra là việc kết nối máy tính, tiền của các cơ sở kinh doanh tới các cơ quan thuế liệu có khả thi khi áp dụng? Là cửa hàng kinh doanh sản phẩm tươi sống, với số lượng hàng hóa thay đổi và chịu hao hụt liên tục, chủ cửa hàng này cho rằng việc kết nối dữ liệu từ máy tính tiền đến cơ quan thuế là cứng nhắc và chưa phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế. Mình nghĩ là nếu mà kết hợp hóa đơn điện tử đấy thì dẫn đến việc kiểm soát thuế cho nhà nước sẽ được tốt hơn. Nhưng mà về vấn đề những cửa hàng nhỏ lẻ như bọn mình thì nó cũng nhiều khi hàng chết chóc hoặc là hàng hao hụt, đối với những hàng hải sản này nó thâm hụt chết chóc thì nó không thể dựa trên cái số liệu như đấy, nó rất là khó tính toán. Không thể là những cái vấn đề khô, những cái vấn đề mình nghĩ là vấn đề vật liệu hoặc là vấn đề khô ấy thì nó cố định rồi chứ còn nó còn dễ vào sổ sách. Hay đối với các cửa hàng kinh doanh vừa bán hàng trực tiếp vừa thực hiện giao dịch online, các cơ sở kinh doanh hộ gia đình, việc kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế cũng sẽ tồn tại nhiều bất cập. Tôi kinh doanh là một nửa thì sẽ là bán offline và mua trực tiếp tại cửa hàng, một nửa thì sẽ là online. Tuy nhiên là kinh doanh online thì thật sự là cũng rất là khó và mình cũng chưa được phổ biến cái cách để mà làm sao để hệ thống lại để thuế các thứ ấy, thì cái đấy mình chưa được tiếp cận đến những cái đấy và cũng chưa có ai phổ biến cho mình để làm sao quản lý được cho nó tốt ấy. Nếu kết nối máy tính tiền tại cửa hàng với cơ quan thuế thì liệu chúng tôi có cần phải đầu tư máy tính tiền theo quy chuẩn của bên thuế hay không? Với số lượng nhân sự hiện nay thì còn rất là hạn chế thì chúng tôi thực sự là chưa sẵn sàng cho việc này. Việc kết nối trực tiếp với cơ quan thuế sẽ giúp các cơ sở kinh doanh minh bạch và giảm thiểu các thủ tục. Tuy nhiên, để đồng bộ hóa ngay trong thời điểm này sẽ vấp phải nhiều rào cản. Ví dụ như ở cây xăng sẽ có cái máy tính tiền, thì họ sẽ gắn chip của cơ quan thuế vào đấy và bán một lít xăng thì chắc chắn bao nhiêu tiền, thì cái tiền đó sẽ đổ về cái dữ liệu của cơ quan thuế ở siêu thị cũng như vậy. Và rõ ràng như vậy thì nó sẽ không có cái tình trạng mà bỏ ngoài sổ sách hoặc là lập hóa đơn sai v.v. vì cứ xăng đã đổ. Dù rằng xăng cứ ra khỏi máy xăng hoặc là máy tính tiền, dù rằng anh không có xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn không đầy đủ chẳng hạn, có thể cái cuối ngày mình xuất hoặc người ta không lấy hóa đơn, nhưng chắc chắn máy tính tiền là phải đi ra, phải ai vân vân và tự động nó chạy ra và nó đổ về cái số liệu, dữ liệu cơ quan thuế. Không thể bằng một lúc, trong một lúc, một chốc một nhát mà lại đảm bảo là thực thi được những cái chính sách mới một cách đầy đủ đến tất cả mọi đối tượng thì nó sẽ khó. Nhưng đó là những cái bước đầu tiên và sau này dần dần trên cái cơ sở đó ấy, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và tìm ra những cái phương thức nó hợp lý để có thể ngay cả những cái hộ kinh doanh nhỏ cũng có thể kết nối với cơ quan thuế để đảm bảo cái sản xuất kinh doanh tiêu dùng. Trên thực tế, đa phần doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng hộ và cá nhân kinh doanh rất lớn, vì vậy nhà nước, địa phương và các bộ ngành liên quan cần có những chính sách hỗ trợ cho họ trong việc xây dựng hạ tầng cứng và hạ tầng mềm để thực hiện kết nối một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện lộ trình triển khai hóa đơn điện tử thành công.